Tử vi tuổi Giáp Dần 1974 tháng 1 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, xin chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý anh chị thân mến, hôm nay kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ về vận trình của những gia chủ tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 trong tháng 1 âm lịch năm Tân Sửu 2021. Với mong muốn anh chị có thể nắm được vận trình công việc, sức khỏe, tình duyên để tiến hành công việc, đạt được những kết quả mong đợi và tránh những thị phi, rủi ro. Vậy trong tháng này, tuổi Giáp Dần có gặp may mắn, tài lộc, làm ăn phát đạt hay gặp đen đủi, xui xẻo, đủ đường? Công việc nào thuận để làm, công việc nào xui nên tránh? Mời anh chị hãy cùng theo dõi video để biết chi tiết, cụ thể. Đặc biệt trong tháng này, Thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong Thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mù mả âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Tổng quan tháng 1 âm lịch năm 2021. Tháng 1 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 và kết thúc vào ngày 29 tháng 1 âm lịch, từ ngày 12 tháng 2 đến ngày 12 tháng 3 dương lịch. Tháng Canh Dần có nạp âm là Tùng Bách Mộc, tháng Dần lục hợp hợi, tam hợp ngọ và tuất thành hỏa cục. Xung thân, hình tị, hại tị, phá hợi, tuổi Dậu. Đối với những người tuổi Giáp Dần trong tháng 1 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 6 tháng 1, từ ngày 17 tháng 2 dương lịch, có nạp giáp là Bình Thân. Thứ hai là ngày âm lịch 18 tháng 1, từ ngày mùng 1 tháng 3 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Thân. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Giáp Dần. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý. Tốt nhất, không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi Giáp Dần trong tháng 1 âm lịch. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 9 tháng 1, tức ngày 20 tháng 2 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Hợi, có nạp âm là Bình Địa Mộc. Thứ hai là ngày âm lịch 21 tháng 1, tức ngày mùng 4 tháng 3 dương lịch, có nạp giáp là Tân Hợi, có nạp âm là Thoa Xuyến Kim. Đây là hai ngày cắt lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tổng quan tử vi tuổi Giáp Dần 1974 trong tháng 1 âm lịch. Dự báo trong tháng 1 âm lịch này, công việc của tuổi Giáp Dần không phải lúc nào cũng được như mong đợi, nhất là những ai mới nhận nhiệm vụ sẽ dễ xảy ra sai sót thường xuyên. May mắn về khía cạnh tài chính của người tuổi Giáp Dần trong tháng này lại khá ổn định, nhất là trong những thời điểm bạn vượt khó khăn, khẳng định được vị trí của mình thì rất dễ nhận được thưởng. Canh Dương Kim gặp Dần Dương Mộc là thất sát. Trong tháng này, các gia chủ tuổi Giáp Dần nên cẩn trọng, chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải những thị phi không đáng có. Khi gặp chuyện, nên bình tĩnh đưa ra các phương án tối ưu để giải quyết vấn đề, khiến mọi chuyện tốt đẹp, yên bình. Trong tháng này, các gia chủ Giáp Dần sẽ cần chú ý ngày âm lịch 18 tháng 1, tức ngày mùng 1 tháng 3 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Thân. Đây là ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Giáp Dần sinh năm 1974. Trong ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng như nhập trạch, động thổ, tiến hành hợp tác, làm ăn. Nếu muốn tiến hành, cần tham khảo kỹ càng, ý kiến từ các chuyên gia phong thủy. Để giúp các gia chủ hóa giải được những thị phi xui xẻo và giúp con đường công danh, tài lộc thêm phần hanh thông, rộng mở,
thì những người tuổi Giáp Dần cần mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo và kim bài thái tuế hộ thân để nghênh thái tuế. Sử dụng kim bài thái tuế để hóa giải thị phi, còn sử dụng minh quang pháp bảo làm vật phẩm hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, là vật phẩm hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Về sự nghiệp, tử vi tháng 1 âm lịch của tuổi Giáp Dần cho thấy sự nghiệp của bản mệnh đang chững lại, vẫn chưa có khởi sắc hay đi lên. Tháng này có thể bạn sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức, bạn nên tập trung vào các công việc nhỏ nhưng chất lượng, không nên tham lam, ôm đồm nhiều việc. Tuy vậy, nếu như gia chủ tuổi Giáp Dần không muốn bao nhiêu công sức mà mình phấn đấu trước đó bị đổi sông, đổ bể thì cần phải tự chấn chỉnh lại bản thân mình. Đừng để bản thân cứ mãi trượt dài trong thầm lặng mà không lấy lại được phong độ ban đầu. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải phần hạn không may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ tuổi Giáp Dần nên sử dụng ngay vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa kiếp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm còn giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Về tài lộc, trong tháng cũng có nhiều chuyện phát sinh khiến cho bản mệnh bắt buộc phải chi tiền. Tuổi Giáp Dần nếu không biết cân đong, đo đếm, tiết kiệm đề phòng khi cấp bách, thì tiền vào túi rồi lại đi ra, có kiếm được nhiều hơn cũng sẽ cháy túi. Bạn nên biết phòng trừ những chuyện bất ngờ có thể xảy ra, đừng chủ quan mà đến lúc trở tay không kịp. Sông có khúc, người có lúc, không ai biết ngày mai có thể có biến cố gì xảy đến với mình. Đặc biệt, những người làm công ăn lương cần cẩn thận với công việc mình phụ trách, tránh gây ra sai sót, ảnh hưởng đến tập thể và thu nhập cá nhân. Còn đối với những người làm đầu tư, kinh doanh thì bản mệnh cần suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định. Để thành công và thuận lợi, nên gia chủ tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 cần mang bên mình vật phẩm phong thủy hộ thân, tam giáp khai vận, Dần, Ngọ, Tuất của kênh phong thủy Gia Cát. Đây là vật phẩm được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả cho việc kích tài lộc cho gia chủ. Tình cảm và xa đạo. Theo tử vi 2021, tháng 1 âm lịch này, chuyện tình cảm của những người tuổi Giáp Dần bình thường, không khởi sắc nhưng cũng không quá ảm đạm. Bạn vốn là người có cá tính mạnh và sống rất đơn thuần, là kiểu người thích hành động hơn lời nói và thường làm những gì mình cho là đúng. Trong tình yêu, bạn là kiểu người hơi bất cần và liều nên khiến đối phương phải tò mò tìm hiểu về bạn. Trong thời điểm này, bản mệnh đang dồn quá nhiều thời gian và tâm sức cho công việc. Dù bạn có muốn quan tâm đến gia đình thì có khi cũng bất lực. Quá mệt mỏi và áp lực khiến cho tuổi Giáp Dần sẽ mất kiên nhẫn, nổi nóng với người thân của mình. Tử vi còn cho biết có kẻ thứ ba xuất hiện trong mối quan hệ trong gia đình. Bạn thực sự bất ngờ khi có vấn đề lớn như thế xảy ra. Tuy nhiên, trong tình huống này, bản mệnh chớ nên thể hiện sự suy sụp về tinh thần và mất kiểm soát về cảm xúc của mình. Đồng thời, bạn nên dành thời gian nhiều hơn để tâm sự, chia sẻ tâm tình của vợ, chồng để giải quyết các mâu thuẫn. Đừng hiểu lầm đáng tiếc giữa hai người là bậc làm cha, làm mẹ, hãy là những tấm gương sáng để con cái noi theo. Để tăng cường vận khí và giúp con đường tình duyên của bản mệnh hanh thông, rộng mở, quý gia chủ tuổi Giáp Dần nhớ mang bên mình vòng tam giác khai vận, Dần, Ngọ, Tuất. Vòng sẽ giúp chiêu mời quý nhân, giúp hóa giải mâu thuẫn, tăng cường mối quan hệ vợ chồng và cải vận tình duyên cho những người còn độc thân. Sức khỏe. Những người tuổi Giáp Dần may mắn không gặp phải các bệnh nguy hiểm. Tuy nhiên, do phải suy nghĩ quá nhiều mà tinh thần mệt mỏi, dễ bị đau đầu, mất tập trung. Tử vi tháng này cho rằng tháng 1 âm lịch có thể có một số việc ngoài ý muốn xảy ra nếu người tuổi Giáp Dần không cẩn thận. Đây là điểm báo tai họa bất ngờ. Khi làm việc, bạn cũng cần chú ý không được làm quá sức, khiến khả năng tập trung bị giảm sút, sẽ bị sai giấy tờ. Hơn nữa, khi xuất hành xa cũng phải cẩn trọng. Nếu có thể thì nên để người khác cầm lại. Để tinh thần ổn định hơn khi bản mệnh nên dành nhiều thời gian cho việc nghỉ ngơi. Không những thế, bạn cũng nên nghiêm túc xem lại và điều chỉnh chế độ ăn uống, tập luyện phù hợp với bản thân mình. Thầy Gia Cát khuyên gia chủ tuổi Giáp Dần nên sử dụng pháp khí phong thủy tam giáp khai vận của kênh phong thủy Gia Cát để kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, sức khỏe và bình an. Trên đây chúng tôi đã chia sẻ đến quý anh chị vận trình tử vi của các gia chủ tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 trong tháng 1 âm lịch năm Tân Sửu 2021. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi.
Mọi người đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.